Được dẫn giải đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào sáng 10 tháng 4 năm 2024, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng xuất hiện với mái tóc bạc trắng. Sáng 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Khoảng 8 giờ sáng, các xe chuyên dụng dẫn giải các bị cáo trong vụ án đến hầu tòa. Sau đó, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xử án. Phía bên ngoài, an ninh trật tự được thắt chặt, tất cả những người đến tòa đều phải khai báo nhân thân, kiểm tra an ninh. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoàng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, bị cáo Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, bị cáo Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc, lần đầu, vợ của bị cáo Trương Xuân Đức là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng của bị cáo Đỗ Hữu Ca. Lần thứ hai, đích thân bị cáo Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà bị cáo Đỗ Hữu Ca. Lần thứ ba, vợ chồng bị cáo Đức mang 2 bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà bị cáo Đỗ Hữu Ca. Lần cuối cùng, bị cáo Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bị cáo Trương Xuân Đức lại cùng vợ đến nhà bị cáo Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, bị cáo Đỗ Hữu Ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an Quảng Ninh, bị cáo đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Bị cáo Đỗ Hữu Ca bảo bị cáo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Tin tưởng bị cáo Đỗ Hữu Ca đã lo chạy án xong, Trương Xuân Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt giữ, Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà gặp bị cáo Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng bị cáo này không những không trả lại mà còn mắng và đuổi bị cáo Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức.